Chào các bạn, mình là Joyce. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đối với các bạn mà chưa biết mình là ai á, thì mình xin giới thiệu lại một chút xíu ha. Mình hiện đang làm tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Đài Loan. Nếu mà các bạn chưa xem video tập trước á, thì sau khi xem video clip này có thể tìm link ở bên dưới phần description ha. Video đó mình làm về làm thế nào để trở thành một tiếp viên hàng không. Mình hy vọng rằng là sẽ giúp ích cho các bạn đó. Và hôm nay để giúp các bạn chạm gần hơn với ước mơ bay, mình sẽ chia sẻ tất tần tật những lưu ý trước nè, trong và sau khi phỏng vấn tuyển tiếp viên nha. Và sau đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm tuyển tiếp viên của hãng mình ha. Thì sau khi các bạn nộp hồ sơ online và được chọn thì các bạn sẽ được gửi thư mời phỏng vấn. Và vòng thi này bao gồm 1.000 thí sinh thi theo ca từ sáng tới chiều. Nội dung email mà bạn nhận được sẽ bao gồm số báo danh nè, giờ thi, địa điểm thi, trang phục và các giấy tờ cần thiết như là bản sao bằng tiếng Anh, bản sao TOEIC. Sau khi mà bạn nhận email á, thì đầu tiên bạn phải xem thật kỹ thời gian nè. Bạn nên đặt báo thức mấy ngày luôn cho nhớ. Nếu mà sợ quên quá thì bạn có thể nhờ ba mẹ, anh chị nhắc nhở mình. Rồi nếu mà sợ nữa thì các bạn có thể nốt thẳng trên màn hình điện thoại luôn. Thứ hai á, là bạn phải xem địa điểm thi là ở đâu, khoảng cách cách nhà bạn bao xa, rồi đi cái giờ đó có kẹt xe hay không. Rồi xong rồi bạn, nếu mà các bạn kỹ nữa thì các bạn phải lên search Google Maps là cái đoạn đường nó như thế nào, rồi bạn có thể là đi thử đến cái chỗ đó xem thử là cái địa điểm nó như thế nào ra sao. Và mình khuyên là các bạn nên đến sớm 20 đến 30 phút, bởi vì các bạn có thời gian dư dả để mà có thể chuẩn bị tâm lý thật là tốt nè. Rồi lỡ mà có quên cái gì đó, quên giấy tờ gì cần thiết thì các bạn cũng vẫn có thể là gọi điện thoại cho người thân đem tới nữa. Thứ ba là về phần trang phục. Nhà tuyển dụng yêu cầu bạn làm như thế nào, yêu cầu trang phục ra sao thì bạn chỉ cần làm chính xác y chang như vậy là được. Ví dụ như là bạn phải mặc áo sơ mi ngắn tay nè, màu trắng, váy là công sở, chạm đến đầu gối và phải mang mớ da. Rồi về tóc tai thì bạn nào mà đang nhuộm xanh nhuộm đỏ thì hãy cho màu tóc của các bạn về màu tự nhiên nha. Rồi bạn nào tóc ngắn thì vẫn có thể xõa ra, nhưng mà mình khuyên là nên kẹp gọn gàng một chút xíu, nhìn cho nó xinh xắn. Còn bạn nào mà để tóc dài mà chạm tới vai á, thì phải búi tóc lên thật là gọn gàng. Còn về phần make up, các bạn đừng có make up quá lè lè hoặc là quá đậm nha. Các bạn chỉ cần make up một cái tông tự nhiên nè, nhìn đáng yêu, rồi nhìn làm sao mà khi mà người ta nhìn thấy bạn, người ta cảm thấy là tạo được một cái thiện cảm tốt cho người khác là được, tự nhiên là được. Thứ tư là về những giấy tờ mà nhà tuyển dụng yêu cầu bạn để đem đi phỏng vấn. Thì trước ngày phỏng vấn mấy ngày thì bạn phải chuẩn bị đầy đủ những cái giấy tờ cần thiết đó và bỏ vào một cái bìa hồ sơ. Sau đó là rất gọn gàng, chứ đừng có gần đến ngày phỏng vấn rồi mới cuối cùng nên đi tìm nha. Và ngoài ra thì trước ngày đi phỏng vấn thì bạn có thể đi chơi nè, đi spa nè, thư giãn nè, nói chuyện với ba mẹ, bạn bè, anh chị, rồi để chuẩn bị một cái tâm lý thiệt là tốt, thiệt là tự tin. Các bạn đừng quá căng thẳng, vì các bạn hãy xem như đây là một cuộc trải nghiệm thôi, thì lúc đó các bạn mới thi thật là tốt được. Round 1. Vòng 1 là đo chiều cao, cân nặng và sải tay. Thì tại vòng này các bạn sẽ được tiến hành đo chiều cao và các bạn phải cởi bỏ giày ra để mà đo chiều cao cách chính xác nhất. Thì tại vòng này chiều cao thực tế của các bạn sẽ giảm đi 2-3 cm so với thực tế. Lưu ý ở vòng này là các bạn phải luôn thành thật, không được gian dối. Vì khi mà người ta đo chiều cao cho bạn, các bạn không có được nhón gót hay là để cho cao thêm á, thì như vậy các bạn sẽ dễ bị rớt lắm. Và tiếp theo là các bạn sẽ được đo sải tay, và các bạn phải có tầm với sải tay khi kiểm chân là 208 cm. Round 2. Vòng 2 là kiểm tra phát âm tiếng Anh bằng cách là đọc một đoạn bằng tiếng Anh ngẫu nhiên. Thì tại vòng này các bạn sẽ thi theo nhóm 10 người và các bạn sẽ được ngẫu nhiên bốc một đoạn văn và không được xem trước. Khi đến lượt thì bạn sẽ tiến vào phía trước ban giám khảo, sau đó là cúi đầu chào và giới thiệu tên, số báo danh, rồi sau đó là bắt đầu lật tờ giấy lên và bắt đầu đọc cái đoạn văn đó. Tại vòng này các bạn lưu ý là khi mà các bạn bước lên chào ban giám khảo thì các bạn phải nhớ lúc nào cũng phải cười nha, cười thiệt là tươi, và các bạn phải nhìn vào mắt ban giám khảo nữa. Và khi mà đọc đoạn văn thì các bạn phải đọc một cách rõ ràng nè, tự tin nè, dù có gặp những cái từ từ tiếng Anh nào lạ hay là không biết đọc như thế nào đi nữa thì các bạn phải đọc đại, hoặc là không đọc được đi nữa thì các bạn có thể bỏ qua. Thì nhớ là không được dừng lại, không tỏ vẻ lúng túng, đọc một cách chậm rãi, bình tĩnh, tự tin, đọc hết đoạn văn thì thôi. Và sau khi thi xong thì sẽ có kết quả liền. Nếu mà rớt á, là các bạn sẽ phải đi về luôn. Còn nếu mà đậu thì các bạn sẽ tiếp tục thi vào cái tiếp. Round 3. Vòng 3, các bạn sẽ miêu tả bức tranh bằng tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Tại vòng thi này thì các bạn sẽ thi theo nhóm 5 người. Mỗi thí sinh sẽ được phát một mẫu giấy và in một bức tranh. Và sau đó mỗi thí sinh sẽ có 5 phút tự chuẩn bị nội dung để trình bày trước ban giám khảo. Và sau khi chuẩn bị xong, các bạn sẽ bước lên trước ban giám khảo và trình bày nội dung bức ảnh đó bằng tiếng Anh. Điểm lưu ý tại vòng này á, là nếu mà các bạn nhìn vào cái bức tranh đó mà thật sự các bạn không biết phải miêu tả cái gì luôn, không biết phải nói gì, thì các bạn có thể miêu tả từ những thứ cơ bản nhất, là miêu tả theo thứ tự ha, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và sau đó là các bạn có thể nêu lên những cảm nhận, những cảm xúc, những ý nghĩa của bức tranh đó sau khi mà bạn xem được. Mà nếu mà bạn có một cái trí tưởng tượng bay xa thì các bạn cứ để nó bay xa thôi. Các bạn có thể viết lên một câu chuyện mà, đúng không? Sau khi mô tả bức tranh đó thì bạn sẽ được trực tiếp phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể hỏi bạn bất kỳ câu gì, ví dụ như là giới thiệu bản thân nè, vì sao bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không, có những tố chất gì, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì, tại sao bạn lại chọn hãng này mà không phải là hãng khác, vì sao họ nên chọn bạn. Rồi ngoài ra họ có thể đưa ra những tình huống giả định để bạn giải quyết nữa. Lưu ý thứ nhất khi mà bạn trả lời phỏng vấn á, thì cứ tự tin là chính mình là được. Phải nhớ lúc nào cũng phải tươi cười vui vẻ nè. Và khi mà trả lời phỏng vấn thì phải nhìn vào mắt của nhà tuyển dụng. Ngoài ra thì câu trả lời của bạn á, không nên quá ngắn cũng không nên quá dài, miễn là tập trung trả lời đúng trọng tâm của câu, đầy đủ ý là được. Ngoài ra thì các bạn hãy nhớ luôn thành thật nha. Giả sử như bạn nói sở thích của bạn là thích đọc sách thì nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn vậy thì bạn thích đọc sách thể loại gì, kể cho nhà tuyển dụng nghe về cuốn sách mà bạn yêu thích nhất hoặc là nhân vật mà bạn yêu thích nhất chẳng hạn. Lưu ý thứ hai là khi mà bạn gặp một câu hỏi khó đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể từ từ trả lời, không có vội, bạn hãy suy nghĩ một chút xíu rồi trả lời, không sao cả. Nên nhớ là lúc nào bạn cũng phải bình tĩnh nè, tự tin nè và luôn mỉm cười và tươi vui nha. Ngoài ra thì trước và sau khi đến lượt bạn phỏng vấn á, thì bạn phải luôn nhớ là tập trung lắng nghe xem nhà tuyển dụng và những thí sinh khác họ đang trao đổi về vấn đề gì. Round 4. Vòng 4 là kiểm tra toán. Sau vòng phỏng vấn bạn sẽ đến vòng tiếp theo luôn. Đề thi toán sẽ bao gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi yêu cầu thí sinh phải cộng 10 dãy số lại với nhau với tổng thời gian là 5 phút. Để chuẩn bị cho phần thi này thật tốt thì các bạn có thể luyện tập cộng tất cả các con số lại với nhau và đặt đồng hồ cho quen. Càng luyện nhiều thì tất nhiên là cái phản ứng của bạn khi nhìn vào các con số sẽ nhanh hơn và bạn sẽ làm bài toán này tốt hơn. Nếu bạn xuất sắc vượt qua tất cả những vòng đó thì bạn sẽ được nhận một email là mời đi khám sức khỏe tổng quát để xem coi là bạn có đủ điều kiện để làm việc trên môi trường chinh không hay không. Lưu ý ở vòng này là trước khi mà bạn đi khám sức khỏe thì bạn hãy giữ gìn cho mình một sức khỏe thật là tốt. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn trụ với cái nghề tiếp viên hàng không này lâu dài thì một lối sống lành mạnh nè, ăn uống điều độ thì sẽ giúp bạn vượt qua vòng này một cách dễ dàng đó. A few weeks later. Khoảng vài tuần sau, nếu mà kết quả khám sức khỏe của bạn đạt đủ tiêu chuẩn thì bộ phận tuyển dụng sẽ gửi cho bạn một email là thông báo ngày họp mặt cũng như là thông báo lịch training. Và còn chờ gì nữa, chuẩn bị hành lý lên đường, đào tạo thôi. Và đó là tất tần những điều các bạn cần lưu ý trước, trong và sau khi phỏng vấn. Mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn chuẩn bị một hành trang thật là tốt nha. Chúc các bạn thành công và may mắn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ngành tiếp viên hàng không hay muốn mình làm về chủ đề gì, tất cả những ý kiến đóng góp có thể comment dưới đây cho mình biết ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên subscribe để luôn nhận được những video mới nhất. Dù có yêu hay không yêu cũng like cho mình một cái nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See ya!